Thì bạn bè tổ chức ở ngoài ngon công việc. Đối với điểm cho khu phố 3, 2, 15. Alo. Xin mời hai đội khu phố 5 và khu phố 6. Chúng ta tiến về sân thi đấu thứ nhất để tiếp tục thi đấu các trận đấu còn lại của vòng bảng sáng nay. Đóng trong sân, điểm cho khu phố 3, 3, 15. Bây giờ cho anh em xéo qua đó lắm đi. Hai đội bóng khu phố 5 và khu phố 6 vào sân để chuẩn bị điểm cho khu phố 16, 3. Bóng tốt, tiếp tục điểm cho khu phố 9, 17, 3.